Ui ui, chia tay em 88D tour này buồn quá, bởi vì có một bạn ở trong Khánh Hòa đã chốt mua tặng thêm một bao vợt, thêm một cuốn cán, một miếng dán đầu vợt và một bộ cước ALP95. Bây giờ mình sẽ đi căng cước mới. Anh căng hộ em quả này 11 cân anh nhá. Lên cho em nó cái cuốn cán và bộ cước mới rồi chia tay nhá.